Lan Anh, và cảm ơn các thủ lĩnh trên Zoom mà Cái gì vậy? câu chuyện dùng sản phẩm của mình. Tôi là Trần Thị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Thị Lý. Năm nay tôi 48 tuổi, tôi thị ở thị trường Gia Lai. Tôi biết đến, cơ duyên đến với CBD là tôi sử dụng một ít dầu ba san, trong khi đó là tôi đang bị mắc cái bệnh do la thần kinh của mình. Đó. Thì tôi đến với CBD là trong trải qua một ít dầu ba san mà tôi hết hết co giật của cái bệnh do la thần kinh của mình, và tôi lấy CBD làm công việc chính của mình bây giờ. Và hàng ngày tôi vẫn học ở hệ thống S69 Tuệ Tâm tối và sáng. Và những người tôi là đến Gia Lai, cái cơ duyên đến với CBD là hạnh phúc, là niềm hạnh phúc của tôi nhất. Và bây giờ công việc chính của tôi là làm việc với CBD, hợp tác với tập đoàn CBD. Cảm ơn các thủ lĩnh đã cho tôi chia sẻ. Đã, cảm ơn mọi người. Cảm ơn các thủ lĩnh. Cảm ơn. Dạ, vô cùng là biết ơn những chia sẻ của cô Trần Thị Lý, đúng không ạ? Dùng sản phẩm CBD thì khỏe, chia sẻ sản phẩm CBD thì có tiền. Đó, từ những cái việc mà những cái nhu cầu rất là đời thường thôi, nhưng ngày hôm nay đã tạo nên một cái công việc chính dành cho cô Lý. Chúc mừng cô Lý ạ. Anh xin mời một